Hello anh em và lâu đại. Chào mừng em quay trở lại với channel của Sĩ Z. Ra một cái đồ 40 mana nữa thì xong game luôn. Lại biết đánh gì liền đó anh em. Chắc chẳng thấy sát tinh chuẩn đâu nhỉ. Em thấy có mấy quả sát tinh chuẩn khi nó tích 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 chăng. Không hiểu luôn. Truy hồn con này cầm cũng ngon. Nhau thật si mê, thật qua thời lo ăn thế. Là sát tinh chuẩn à? Sẽ sát thương chuẩn nhỉ? Đây này. Bắn này. 210. 200 sát thương phép. Sẽ à, truy hồn. Nhưng mà ván trước làm gì có truy hồn đâu. Đúng không? Trước mình nhớ làm gì có truy hồn đâu nhỉ? Sẽ có sát thương chuẩn đâu nhỉ? Hiểu ghê. Ê, quả này hơi nguy hiểm nha. Vẫn thua rồi nha, mày chồng có phải vẫn thua rồi. Đứng xiên, ui xiên đôi được đa. Mày thế được đi bộ đúng chỗ anh em ơi. Ở đây mình chơi 3 tướng hơi liều đấy, lẽ chơi 4 tướng ở đây sẽ yên tâm hơn. À, mình đi 2. Cái 3 tướng hơi liều đó. Truy hồn nhé, mình sẽ lấy thêm truy hồn đi. Cho con lau này, hai con này bán tạm đi. Lau cùng truy hồn. Cái hơi liều đó, hơi liều đó. Nhiều floor thế. Nhiều floor khắp nơi thế. Nó này đừng đừng rát mình này. Đừng tạo rát mình đi. Ôi ơi con. Tạo thằng này. Ê quả đấy. May thật sự. Sao floor lại xin đúng người con floor kia. Người tính không bằng trời tính anh em ơi. Người tính không bằng trời tính. Tố nè. Quýt len nè. Chắc là đánh hắc ám trận này thôi. Nó gì thì chưa biết. Shall I compare thee to a summer's day? Bạn là nhau khi thôi xong rồi đấy. Ai ơi ngại quá ngại quá ngại quá trời ơi ngại quá trời ơi, ơi ngại quá ngại quá ngại quá. Đại pháp sư sẽ cho con nhau rát à, hai cánh như nhau nhỉ. Cái này cho con rát thì nó sẽ đấm được nhiều lần này. Cũng khá thích. Cái này cho con lau cũng khá tín này. Tôi cho con lau đi. Lau gánh. Lau gánh tuyến bên này, floor gánh tuyến bên kia. Thật ra con floor này xiên được, xiên được, xiên đôi. Ok, bên này góc này cũng khá tín. À, bán thần gì đấy thôi anh em ơi. Ra đồ đẹp như này giờ không như thế. Ê nhiều lúc nhất chả hiểu sao chuỗi thắng là sao đồ nó vẫn đẹp thế nhỉ, kiểu bị quá đáng ấy. Ôi trời ơi
Lấy cái này nhá, mình không thích choi. Đánh hắc ám rồi, không thích chơi choi. Chơi cái này, này cho con rat. Nhìn luôn. Đó, con này sẽ bú mana cho cả hai. Chắc con đánh trợ thủ nhỉ. Khả năng cao con đánh trợ thủ thật. Bú mana cho cả ba đi. Chứ rat để đứng xuống là bú mana là 25 cộng 25 là 40, 40, 40, 40, 40, 25 là vừa đủ. Okay. Món này đi, mình không chơi đâu. Phát rô này, con grab này. Thắm đai bãi là nhờ yêu của nhau. Chết rồi, trận này lại như thế này. Quá đáng quá nhỉ. Hai mươi mana đúng không? Con này 25, 25, 45, 45 đánh thử một phát là ulti. Con này 20, con này đánh thử một phát là nó ulti. Con này sẽ ulti trước. Con này sẽ ulti trước, còn con Tule này ulti đánh thử một phát sau. Kiểu cũng khá ok rồi tầm này. À nhớ con có con Zina thì mua về nhanh nhá. Lo xiên trước này, đó tu lên ulti này, bù này. Vừa đủ. Đeo trông quá đáng thật đấy. Ôi quá đáng quá. Mà đây còn chuỗi thắng nha anh em á. Mà đồ nó còn như thế này. Thế là để khuyên hữu ích là anh em hạn chế đánh chuỗi thua mùa này. Mùa này chuỗi thua nó không tím được chuỗi thắng được. Zil à? Con Zil vào đây cũng khá là tín. Cân nhắc xem nào em. Zil vào đây cũng khá là tín. Bởi vì là Zeal skip thêm nguyên tố mà thực sự mình không cần nguyên tố lắm nhỉ. Hai nguyên tố không làm gì, đội mình cũng phải yếu. Mà lốc cũng cầm được đồ. Ôi thôi thôi xong rồi, xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ném cho voi nhỉ. Trong con voi này. À thiếu hắc ám, thiếu hắc ám. Thế thì bắt đầu cho hắc ám là dần đi. À bắt đầu cho hắc ám là dần đi. Thật sự luôn ý. Thật sự. Thật sự luôn ý, trời ơi. Bị khỏe quá. Không muốn đánh nữa anh em này. Không muốn đánh nữa. Con rat này giữ lại được nhỉ. Con voi này đứng đây được. Con fire, con floor. Con rat đứng đây. Cái này trông hơi buồn cười ta. Nên dẫn cũng không cần ai này. Tiết kiệm dần, tím lên một con floor 2 được ngon. Kích cái này kích đấu sĩ nhỉ hay kích thủ vệ nhỉ? Đấu sĩ được gì? Nhìn giáp à? Tím ta. Nhắn kiếm con nguyên tố này. Nhau thảm sát. Không muốn làm cái này một chút nào luôn ý, nhưng mà cái như thế này thôi. À với cả mặc dù mình có hai cái này với cả suy hồn và cả cái này nữa, nhưng mà mình vẫn thích đánh ba bán thần hơn nhá. Bởi vì đánh ba bán thần nó thật là nó dễ tính mana hơn nhiều cái đấy. Thấy dễ tính mana. À, nó lau đây này, đây này.
Rồi cảnh sát. Cuộc thảm sát này vẫn chưa chưa chấm dứt ở đây đâu anh em ơi. Cuộc thảm sát này vẫn còn dài lắm. Dìu đây kích những cái sát thủ nhá. Kích cái này được cực quái sát thủ. Floor xin luôn. Lau công ty góc đấy đẹp. Nói gì hơn, floor này bắt này. Lau công ty đẹp. Hơi hơi đẹp. Công ty phát nữa, hơi tiếc. Floor bên kia ulti trước à, căng phết nhỉ. Xiên. Kia floor mình xiên đi. Xiên, ok. Xiên là được rồi. Xiên là gần như là không cản được. Thêm một tướng nữa mình thêm con Zil. Zil mà chắc là sẽ bỏ con kia lấy con Grak thay với Nidoqueen. Thảm sát, trời ơi, thảm sát. Thảm thương và thương xót. Trời ơi, Grak 2. Zil đứng đây. Lo đứng đây à? Nguyên tố này thiếu một chút tướng nhưng mà không sao thì đợi sẽ mua lại đủ hai hắc áo hai nguyên tố. Ok tạm thời đến hai con floor. Thương kia sẽ bắt vào con Zil thôi, xem có ai là thương nhé. Đã bị trách thượng không quan trọng nữa anh em ơi, gần như đến đánh này là trận đấu đã phải là chấm dứt này. Em kết thúc ở đây rồi này. Cản bước được. Roll tiếp để lấy con rồng nhá, mình sẽ muốn lấy một con rồng phát. Xong rồi mình sẽ đánh 8 tướng, à 8 tướng mình sẽ bỏ floor đi đánh nguyên tố. À không, đánh bán thần kẹp floor, ờ sẽ kẹp floor tiếp đi. Nguyên tố chắc là khả năng sẽ bỏ đi, chơi nguyên tố nữa. Nếu mà có con rồng. Nakot này. Ilu à, nó còn tuyệt vời hơn con rồng anh em ơi. Giờ anh em ơi. Này là giờ đấy. Ôi rồi ôi, nhìn nó tàn sát quá. Trời ơi, ai cứu? Ai cứu được? Nakot này muốn có một cái đồ 40 mana, thường là chơi John Void, Void tín hơn. Void bị còn Void 3 nữa. Rasenka không điểm gì nhỉ, pháp sư. Không có hoa rồng, chưa có rồng. Lily giữ lại nhá. Lo. Chưa có kích được ấy nhỉ, Rasenka vào đây nữa. Dìu vào. Cái này sẽ cho một này cho con voi này và cái kia sẽ cho con Nakot. Cái gì nhỉ, rất mẫn cho Nakot. Uống tiếp lại thêm voi nữa. Thật sự nó khó em, khó cho khó của Lam Cường. Úi trời ơi, chưa dừng lại ở đấy. Ui ba mà lóc, ui là cốt nữa. Ừ, anh em không đánh không chơi game nữa à? Sao mình nhiều tướng ấy? Anh em chán chơi game rồi à? Ý vậy anh ơi. Thật sự luôn ấy, trời ơi, cái gì đây? Voi đứng lên trên được rồi này, mình không thích con voi đứng đây nữa này. Ê nghe anh em chán chơi game rồi à? Thật sự đấy. Mình đứng đây yên tâm nhá. Mình không thấy một anh em nào có nỗ lực gì để cản phá lại mình vậy. Từng cả một đống đồ này. Nakot ulti rồi Illu ulti, ai đỡ được. Quay ra quay vào team bị à, chơi có 4 hắc ám anh em, phải kiếm 4 hắc ám nữa. Kiếm được quả 4 hắc ám nữa thì ai đỡ được. Nakot thì sắp Nakot 3 nữa. Con rồng thì cháy đâu, rồng cháy đâu. Anh không luôn tướng à?
Level 7, level 7 loại chói kia. Thật sự luôn ấy. Chưa ra con Omen con ấy nhỉ? Omen với con kia đó. Thôi 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 thôi. Omen rồng mình đâu? Chưa ra anh em. Ơ quên mất bỏ cái này, bỏ phất pháp sư. Giảm mất 10% sức mạnh rồi anh em. Ê con rồng đâu ấy nhỉ? Sao mình chơi con rồng nhỉ? À, chắc các bạn ấy thấy mình đáng sợ quá, bạn ấy giấu rồng mình rồi à? Được, xin bố nó ám cho nó nhanh bay màu em ơi. Tu len bay xuống được. Lily chắc không được chơi. Tại vì mình có thương mà nên là mình còn đang sẽ đánh con thên vào. Không ai cho Lily vào cả. Bố nó ám nữa thì anh em biết kết cục rồi đó. Ê sao vẫn chưa có rồng nhỉ? 11 con rồng mà. Ê thế anh em đánh cái đội hình gì vậy? Ba thú này, thánh đồ, ui tranh nhau thánh đồ. Tranh nhau trợ thủ. Trợ thủ ma tộc. Buồn. Trận đấu may mắn được thế nhỉ? Không ai chơi mình cái đội hình mà mình cần, mà mình con tướng mình cần luôn ấy. Sao tôi không dừng nó vậy? Chả thấy con rồng nó luôn ấy. Căng thật. 11 con rồng không thấy đâu. Ồ, buồn cười ghê. Cá nhân mình sẽ thích con Nakot ulti 2 lần hơn là con Illu ulti 2 lần nhé. Nên mình sẽ ném cái này cho Nakot. Hoặc cho Illu ulti 2 lần cũng được, thì đảo Nakot vào giữa kia rồng thổi góc đấy. Cũng không khác gì, hai đồ này như nhau. Đây rồi, mãi mới có. Vậy thôi anh em ơi. Đây. Này thôi, thế này là hết 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 ping rồi. Bạn thì thương ở đâu nhỉ? Thương hai bên à? Thương hai bên thì dòng giữa thôi. Thế thì Nakot phải cầm kia. Này sẽ sang cho con Illu. Nakot cầm này. Ơ nó có cầm Illu cầm hai này rồi à? Ừ đúng rồi. Thêm một tướng nữa mình thêm con thên. Thêm một con tướng nữa thì mình sẽ thêm con Von Cat. Mặc dù Von Cat chưa có ấy. Rồng thổi giữa. Truy hồn. Thêm con rồng. Ê từ từ mình đang cân nhắc để xem nào mình có bỏ được con một con bán thần đi không nhá. Đây nhá. Này thì có phải mình sẽ bỏ được con bán thần đi không? Illu ulti được, Nakot ulti được, rồng vẫn ulti được.
Na con này xuống một chút này. Thên sẽ cầm cho con này. Tu lên đứng đây. Nó này thì ok, bỏ cái một bán thần đi. Na có ulti được, dòng ulti được, Illu ulti được. Không con nào thiếu gì cả. Đó, cái này cũng được anh em ơi. Mình sẽ bỏ Illu đi, mình thêm con Lily với cả con đấy nhé. À, chưa rồi, cặp trận thua đầu tiên rồi anh em ơi. Mình chưa có von cát, thế là bạn này có von cát đấy vào mình mất rồi. Mất cái chuỗi thắng si tinh hoàng của mình rồi. Hai truy hồn mình cũng không thổi chết được cái von cát này anh em ơi. Điêu thật. Hòa thôi nhưng mà cái thế mất cái chuỗi thắng 1 tỷ thôi. Chuỗi thắng 15. Thêm truy hồn vào thêm đồ thủ. Đang là thêm cái thêm đồ thủ đi là mình còn lấy một cái hai kết được, tuy hai kết truy hồn thì cho thêm được, thêm đủ đồ. Sao sau mình lên nhá, 30 vàng, thêm con cát, đứng rồng ấy, thổi góc này cũng tí nữa, thương sẽ bắt vào kia, con cát vào góc kia, thêm vào góc này, thêm không sợ. Con cát vào bên kia Illu ulti. Na cót bị ăn choáng à. Hơi lo ta, Na cót luôn ulti một phát cho nó dính choáng của team. Ok này đánh thường rồi. Mình chết được con Na cót này rồi. Hay thế. Thôi thực ra mình chôn chôn hơi nhiều, mình ngồi roll đống tiền đi tìm con rồng. Sắp chảy thấy con cát chả thấy con gì. Mình trôn tí. À thôi tôi lên luôn. Rồi thêm này ai à, kiếm con phù thủy. Tính cái rác này à. Đây. Đang tìm con cá phát nha anh em. Không mình thể cho con pháp sư. À mình bỏ bán thần đi nhỉ. Thì cũng không đủ bán pháp sư. Dòng này. Thấy con cát. Thấy con cát thật. À, tạm thời cứ thế này tiếp à. Cát xuống đấy bên này à. Này còn cái liềm này. Một choáng em ấy phải có một cái tí choáng. Hai con hắc ám thì đốt đau. Thêm một sót tướng nữa thì mình có thể thêm một con chỉ mình kéo kéo phun ra nguyên tố về cũng được ấy, nhưng mà nguyên tố cũng không để làm gì mấy nhỉ. Cái bên kia truy hồn các thứ mà đốt đau. Kéo nguyên tố về cũng để làm gì. Kilo 3 chắc hơi khó. Rồi gần như thế này hết cảnh rồi anh em ơi. Hết cỡ rồi. Ra pha đấy bán hết tướng một vàng đi hơi lo đấy. Chứ chắc đã mua được mấy con tướng một vàng rẻ rẻ hay kia. Nhà mình cũng không có gì thay đổi mấy.
rất là mạnh cho con cát này. Con cát này chắc phải thôi. Đây là mình sẽ bán con Nakot này đi nhá. Đấy, còn lên con Nakot 3 này cũng khó. Thêm một slot tướng à. Thêm slot tướng mình thêm con chẳng thêm gì. Mình tố à. Quái gì bây giờ? À nhét. Hết tiền. Lại còn hết tiền nữa. Lên tố thôi nhỉ. Thêm một tướng nữa mình thêm lên tố. Bán là cót đi nhá. Không lên được. Cắt xuống này bên kia rồng thủy giữa thẳng đây. Góc này không đẹp lắm cho con rồng bạn kia. Rồng mình thì thôi đẹp. Không di chuyển gì rồi. Hút phát grab ơi. Hút nó phát CC nó. Ô kìa. Hết cỡ. Hết cỡ. Ở chỗ này mình không lên được con gì ba gọi chỉ con voi. Đánh giá vẫn chưa tải. Nhưng mà vậy thôi em, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích cái kênh trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.